Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bác cách pha vaccine cầu trùng Ascovac 4 là loại vaccine được đánh giá hiệu quả cao nhất trong tất cả các loại vaccine phòng cầu trùng đang lưu hành hiện nay. Trên tay mình là lọ bột pha, chúng ta mở nắp, lật ngược cái nắp lại rồi chọc lỗ vào cái màng bọc nhôm. Sau khi được chọc sẽ xuất hiện các cái lỗ nhỏ giúp bột pha ra từ từ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị nước 1.000 gà, thường uống 5-6 lít nước tùy vào thời tiết. Nước màu xanh là nước mà mình đã pha viên Cevamun vào. Mục đích của việc làm này là trung hòa lượng clorin dư thừa, ổn định pH để bảo vệ vaccine, giúp vaccine đạt được hiệu quả cao nhất. Sau khi pha viên Cevamun vào nước được 15 phút thì mình sẽ cho vaccine cầu trùng vào và khuấy đều. Bước cuối cùng là chúng ta rắc bột pha đã chuẩn bị ở lúc đầu, vừa rắc vừa khuấy nhẹ nhàng, tránh những hiện tượng vón cục. Khuấy xong rồi, cảm giác đều rồi thì các bác sẽ chia cho gà uống thôi.